Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học kiểm tra quy hoạch và đầu tư cơ bản, tôi xin hướng dẫn các bạn bài 26 về nhóm lệnh vẽ điểm trong phần mềm Meditation nha. Trong đó có 6 nhóm công cụ nha. Rồi, thứ hai nữa là nhập tọa độ điểm, xem tọa độ điểm và chế độ bắt điểm nha, bốn ý. Rồi, ta vào phần mềm để thực hành luôn nha. Rồi, thứ nhất là bắt điểm, số điểm nha. Rồi, nhập điểm nha. Rồi, bấm nhập bình nè. Rồi, công cụ bắt điểm đây, 6 công cụ. Công cụ thứ nhất đó là nhập một điểm nha, một điểm mới. Rồi, ta chọn nó là 31 đi. Rồi, màu vàng cho dễ nhìn nha. Rồi, em một điểm đây. Thông tin một điểm ta bấm Ctrl Y nha. Chọn như nó bấm Ctrl Y đây, màu vàng này. Level 30 nè. Độ dày đó là 30 nè. Rồi. Thứ hai nữa là vẽ điểm, rồi ta cho nó là chừng khoảng 4 thôi. Rồi. Vẽ điểm nè, vẽ điểm giữa nè, đó, nha, rồi, đó, thấy không? Đó. Điểm nó vẽ một đường dài đường thẳng luôn nè, 5 điểm nè, 1, 2, 3, 4, 5, đây thì tôi vẽ là 10 điểm đi, này, 10 điểm đó. Mỗi lần nhấp là 10 điểm, khoảng cách, rồi, vẽ tâm điểm nha, rồi đây tôi bấm vô, nó là tâm điểm nè, rồi thứ ba điểm giao nhau nha, giả sử hai cạnh nhà giao nhau tôi bắt một điểm đó, màu vàng thấy không đó. Rồi ba điểm dọc theo bên cạnh này nè, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi, 6 tạo một điểm nằm trên đối tượng qua khoảng cách hai điểm nè, này điểm này đi, mình dắt bớt đây rồi đó, 10 điểm nằm trên cạnh luôn nè, nó tự động bắt điểm đều là 10 điểm nằm cạnh luôn nha. Rồi số 6 không, rồi đặt một điểm bên cạnh rồi đặt cái điểm nào phải vô người đó nha, đặt cái vị trí nào vô vị trí đó nha. Rồi sau khi chúng ta thực hiện 6 công cụ của bắt điểm của điểm này, ta chuyển sang đó là nhập tọa độ nha, nhập tọa độ trong V8 nha. Rồi. Rồi giả sử như ta có một cái điểm tọa độ đi. Rồi. XT bằng nha. Rồi copy. Đó. Cái này là nó là màu vàng đi, ta cho nó là màu xanh. Màu dày nó 30 màu xanh. Rồi, thì ta bắt điểm nha, XT nè, bắt dấu điểm nè. Bắt dấu điểm nè nha, màu xanh nè. Rồi, XT bằng nè. Enter nè, thấy không? Nó hiện điểm màu vàng màu xanh lè nè. Đó nó nè. Rồi tôi đã điểm rồi phải không, xem điểm, giả sử xem điểm ta bấm vô nút này nè, đó, thấy không, có phải không, cho màu vàng đây cho dễ nhìn đây không, điểm có tọa độ XT đàng hoàng nè, để chúng ta xem cái địa cái tọa độ điểm nào ở đây này đây, rồi XT nè. Rồi, cần biết cái gì thì chúng ta nhấp đôi vô đây, nhấp cái bảng tọa độ nè, rồi xem tọa độ điểm đúng không, rồi chế độ bắt điểm nha, rồi, tắt này bớt đây, chế độ bắt điểm á, ta tắt cái này đây nha, ta vào tin snap chọn bước tình nè, đây đây là bắt điểm gần nhất nè, đấy đây thanh cây bắt điểm gần nhất, trên đây nè bắt điểm gần nhất tức là ta bắt vô cái điểm nào cái cảnh nào cũng được. Đây, cánh nào cũng được nè. Đó, là ta kéo xuống. Đó, đầu dây là 31, dày quá. 4 nha. Rồi, bắt điểm gần nhất. Đấy, ta bắt cánh nào cũng được. Rồi, cái này bắt điểm đầu, cuối điểm giữa. Là điểm đầu nè. Đó. Rồi, cái này là bắt điểm trung điểm nha. Nè, ta để cánh này thì nó hiện ở chỗ này nè, thấy không? Để chỗ này nè, này, ta để chỗ này nè. Rồi, tới trung điểm nè. Đó, bắt trung điểm. Rồi, cái này là bắt tâm đường tròn nha. Nó dễ đường tròn đây. Tròn này tự do đây. Rồi. Ta bắt tâm điểm này ha. Rồi ta vẽ cái line đây, ta bắt cái tâm vô tâm điểm tròn rồi. Rồi ta cảm nha. Đó, ta đặt bắt vô tâm điểm tròn thấy không? Rồi. Bắt điểm gần nhất này cũng vậy thôi, cũng vậy. Tiếp theo gió một góc thôi. Rồi cái này bắt thì hai điểm giao nhau nè, hai điểm cạnh hai cạnh này giao nhau nè. Ta bắt một điểm gì đó nè. Đây, hai điểm giao nhau nè. Rồi. Cạnh 1.
hai điểm giống nhau nè. Rồi, ta đưa vô nè. Nè, nó bắt hai điểm giống nhau nè. Hai điểm giống nhau đó. Rồi, hôm nay ta hướng dẫn các bạn là mấy điểm giống nhau rồi, còn gì nữa ta? Rồi, hết rồi các bạn. Rồi, cách bắt điểm nè, xem tọa độ nè, nhập điểm nè, và các lệnh điểm nè. Rồi, kết thúc bài hôm nay. Chúc các bạn thực hành thành công nha.